trên lá. Thầy bước đến trường em mang một tình yêu ước mơ, cho từng ánh mắt trẻ thơ, cho từng khúc nhạc dịu êm. Như thời gian em đem theo tháng năm, như dòng sông gợn đều theo cơn gió. Vẫn bám đầy tay, ta vẫn gọi là nghề cao quý nhất. Có một nghề không trồng cây vào đất, mà cho đời những đóa hoa thơm. Có một nghề lặng thầm những đêm thu, bên đèn khuya miệt mài trăng son. Giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy, đó là nghề, nghề sâu tôi yêu. Như vầng trăng tỏa sáng khắp muôn nơi, như hàng cây đã bao mùa lá rụng, đón thu về bâng khuâng ta áo trắng. Khi hè về xôn xao tiếng về trời mơ ước, ôi tự hào nghề sâu tôi vẫn bám đầy tay, ta vẫn gọi là nghề cao quý nhất. Có một nghề không trồng cây vào đất, mà cho đời những đóa hoa thơm. Có một nghề lặng thầm những đêm thu, bên đèn khuya miệt mài trăng son. Giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy, đó là nghề, nghề sâu tôi yêu. Như vầng trăng tỏa sáng khắp muôn nơi, như hàng cây đã bao mùa lá rụng,
về xôn xao tiếng về ngân như dòng sông êm đềm trôi theo tháng năm như cánh buồm chờ đầy khát vọng đưa đàn em thơ đến chân trời mơ ước ôi tự hào nghề sao tôi đàn em thơ đến chân trời mơ ước ôi tự hào nghề sao tôi con về thăm ngôi trường xưa giờ xa hơn trước.
Tàu mang tên Trung học cơ sở Cẩm Lĩnh bắt đầu khởi hành năm 1963. 60 năm qua đã đưa bao thế hệ cập bến thành công và con tàu ấy vẫn đang tiếp tục thực hiện sứ mệnh cao cả của mình. Để ngày hôm nay chúng ta có mặt ở đây trong không khí vô cùng vui mừng, hân hoan cùng nhìn lại chặng đường đã đi của con tàu Trung học cơ sở Cẩm Lĩnh kỷ niệm 60 năm ngày thành lập. Sẽ không thể thiếu được những lời ca tiếng hát, những tiết mục văn nghệ để thay cho lời chào mừng và chúc mừng trường Trung học cơ sở Cẩm Lĩnh 60 năm tuổi. Lời cảm ơn vì sự hiện diện của quý vị. Ngay sau đây, xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể các thế hệ thầy giáo, các thế hệ học sinh đến với chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập trường Trung học cơ sở Cẩm Lĩnh với các tác phẩm âm nhạc được sâu chuỗi như một giai điệu tự hào về người giáo viên nhân dân, về tình yêu quê hương, đất nước. Đặc biệt, chương trình có sự cống hiến, biểu diễn của các thầy cô giáo, các em học sinh, cựu học sinh trường Trung học cơ sở Cẩm Lĩnh. Chương trình văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường Trung học cơ sở Cẩm Lĩnh xin phép được bắt đầu với chùm ca khúc thể hiện khát vọng và lòng nhiệt huyết suốt chặng đường 60 năm qua của mỗi thầy cô giáo trên quê hương Cẩm Lĩnh, giàu truyền thống. Những thế hệ thầy cô giáo Cẩm Lĩnh đã có mặt trên khắp mặt trận, khắp nẻo đường, đã gieo bao hạt giống đẹp, đưa bao thế hệ cháu Bác Hồ bay cao, bay xa. Qua các tiết mục, yêu người bao nhiêu, yêu nghề bấy nhiêu, bài ca người giáo viên nhân dân, biểu diễn, tốp ca. Trái tim chiến sĩ, sáng tác, Trần Viết Được, biểu diễn, tam ca nữ. Em là cô giáo vùng cao, sáng tác,
Đào Hữu Thi biểu diễn tốp múa. Nhớ Cẩm Lĩnh, lời thơ Đỗ Mạnh Hưng, nhạc Đức Vượng, biểu diễn Thanh Thúy và tốp múa. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức. Hãy
chiếu sáng ngời, cùng chàng đi đem ngã tương lai tổ quốc lớn lên trong trái tim quê hương Việt Nam. Tóc hồn em tươi mắt xanh như bóng lá vàng, trái tim em đỏ nhiệt tình như hoa phượng vĩ. Những chuyến bay về khắp miền em lên đường, tung bay xa nhiều thế hệ cháu bác Hồ. Tự hào như em người chiến sĩ văn hóa lớn lên trong chiếc nôi quê hương Việt Nam, lớn lên trong chiếc nôi quê hương Việt Nam.
các em thơ vượt núi đến trường, hy sinh tuổi xuân bám trường bám bản cho trẻ vùng cao kế tiếp những ước mơ, tình yêu thương như hoa rừng nồng nàn dành cho em thơ như ngọn núi sông cầm bàn cầm thủy vũ phong an
Hải Ngọc Nhị tân thành Đông Phương thân yêu. Tân An ơi băng ta phố quý cơm tân. Vùng đất quê tôi buồn mùa hoa trái, đoàn kết bao đời tình nghĩa thủy chung như ngôi đình cổ ngàn xưa còn đó. Hàng say tần tàu khuya sớm, tình người mênh mang như câu hát người ơi. Cầm bàn cầm thủy phú phong an, Thái Ngọc Nhị tân thành Đông Phương thân yêu. Thưa quý vị, trường Trung học Cơ sở Cẩm Lĩnh 60 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển cùng với sự phát triển của quê hương, đất nước. Trên con đường đã đi có biết bao thăng trầm, bằng tình yêu quê hương đất nước, Cẩm Lĩnh nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung đã bước qua ngàn gian khó, lập nên trang sử vàng rạng rỡ Việt Nam. Ngày hôm nay, tình yêu ấy được các thầy cô giáo, các thế hệ học sinh trường Trung học Cơ sở Cẩm Lĩnh gửi gắm qua chùm ca khúc Thương Ca Tiếng Việt, nhạc Đức Chí, lời thơ Hà Quang Minh, biểu diễn Tốp Múa. Suối Hai Chiều Lửa Đỏ, sáng tác Minh Quang, biểu diễn Tam Ca Nam. Cô giáo Về Bản, nụ cười 18-20, biểu diễn ca sĩ Sao Mai Hà Miêu. Rạng Rỡ Việt Nam, sáng tác Quang Vinh, biểu diễn Tốp Ca Nam Nữ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
Súng trên vai em đi nhặt bom rơi, em đi bắt lũ dặm trời, thản nhiên trong chiều lửa đỏ. Ba vì say bom thù gặp nạn, những cánh đồng vàng sờ sâu hoắm những hố bom. Ba vì ơi, ba vì ơi, cô gái suối hai ơi, em là nàng tiên sinh ra từ đất mẹ xưa chẳng bao gì để mãi tóc em say. Ba vì ơi, ba vì ơi, chiều lửa đỏ suối hai xin tạm tương đai. Khoác súng trên vai,
em đi nhặt bom rơi, em đi bắt lũ giặc trời, thản nhiên trong chiều mưa đó. Ba vì xanh bom phủ khắp đất nam, những cánh đồng đồng vàng sờ sâu hõm những hố bom. Ba vì ơi, ba vì ơi, cô gái suối hai ơi, em là đàn tiên sinh ra từ đất mẹ. Chắc bao vì để mái tóc em say, bao vì ơi, bao vì ơi, chiều lửa đỏ suối ai xin tặng tương đai, bao vì ơi, bao vì ơi. Hà Mio xin được gửi lời chào trân trọng nhất tới tất cả các vị đại biểu, các thầy cô giáo, cùng toàn thể các em học sinh của trường Trung học Cơ sở Cẩm Lĩnh ạ. Ngày hôm nay thì rất là vinh dự cho Hà Mio khi được nhận lời mời từ Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong anh Phùng Công Xưởng, và anh cũng là một cựu học sinh của trường khóa 1974. Thì kính thưa quý vị, là Hà Mio thì là một nghệ sĩ trẻ nhưng mà dành một cái tình yêu rất lớn với âm nhạc truyền thống của Việt Nam và đặc biệt là môn nghệ thuật hát sẩm. Ngày hôm nay với chương trình ngày hôm nay thì hát sẩm không có vẻ như không phù hợp, thì Hà đã hát một cái ca khúc khác để phù hợp với chương trình ngày hôm nay hơn. Tuy nhiên thì vừa ở dưới thì Hà có vừa ứng tác được một câu hát sẩm, thì rất là mong là ngay sau đây thì có thể thay bằng một cái câu chúc tới các thầy cô bình thường, thì Hà Mio xin phép được gửi tới các thầy cô giáo một lời chúc bằng câu hát sẩm có được không ạ? Dạ. Hy vọng đây sẽ là một lời chúc đặc biệt tới tất cả các thầy cô ạ. Em có thể là em sẽ không nhớ lắm. Xin phép được gửi tới các thầy cô một câu hát sẩm để chúc mừng ngày 20 tháng 11 ạ. Nhà giáo Việt Nam nhân ngày nhà giáo Việt Nam, em xin kính gửi tới cô, tới thầy lời biết ơn chẳng thể đong đầy. Chẳng thể đong đầy lời biết ơn, chẳng thể đong đầy. Hát lên câu sẩm chúc mừng thầy khỏe mà cô xinh để mỗi sáng sớm bình minh thầy cô viết tiếp công trình tương lai, hai từ cao quý không sai, bởi nghề nhà giáo không ai sánh bằng. Vâng ạ, cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Và ngay sau đây thì một ca khúc xin phép được gửi tới tất cả các vị đại biểu, các thầy cô giáo, các thể các bạn. Một sáng tác rất là quen thuộc, rất là hay với tựa đề Cô Giáo Về Bản ạ. Xin mời mọi người cùng đón nghe ca khúc này ạ. Năm ấy kỷ niệm xuôi xa xôi, cô giáo người kinh lên với
Nhớ sáng đôi môi, nhớ nụ cười xuân.
xuân người. Một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Gặp lại ngày sau, thương nhớ nhau lòng ngập ngừng không muốn rời. Vỗ vai xin bình an ở phía trước, cho dù nhiều trâu gai kiên cường lên rồi mọi chuyện cũng sẽ vượt qua. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều ạ.
ngàn mùa xuân, cờ bay trong nắng ba đêm, theo chân người đi tới con đường tương lai xa ngời. Đất Việt Nam mến yêu, dáng người anh bình minh, bước qua ngàn gian khó bao ngày tháng, em lại hạnh phúc cho muôn nhà. Con đường ta đã đi rực rỡ ngàn hoa, biển tràn sự vang trói để ngàn đời thiên hạ. Múa rạng rỡ Việt Nam đã khép lại chương trình văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường Trung học cơ sở Cẩm Lĩnh. Xin được cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị. Sau đây, xin trân trọng kính mời thầy Vũ Văn Hải, Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường lên sân khấu tặng hoa chúc mừng đoàn văn nghệ. Xin trân trọng kính mời thầy. Trân trọng cảm ơn các thầy cô giáo, các em học sinh, các cựu học sinh của nhà trường đã tham gia biểu diễn chương trình lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường Trung học cơ sở Cẩm Lĩnh. Một lần nữa xin được cảm ơn các quý vị. Xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo, các thế hệ học sinh đứng lên thực hiện nghi lễ chào cờ. Đại biểu khách quý, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên nhà trường, thưa các thế hệ học sinh. Cách đây hơn nửa thế kỷ, trên mảnh đất quê hương Cẩm Lĩnh anh hùng, trường Trung học phổ thông cấp 2 Cẩm Lĩnh, huyện Bát Bạt, tỉnh Sơn Tây được hình thành. Và đến năm 1963, trường Trung học cơ sở Cẩm Lĩnh chính thức được thành lập. Trong 60 năm qua, với biết bao thăng trầm của lịch sử đất nước và đổi thay của địa phương, ngôi trường vẫn là nơi đào tạo tri thức. Từ ngôi trường này, rất nhiều thế hệ học sinh đầy tài năng đã tỏa đi khắp nơi trên mọi miền Tổ quốc. Và hôm nay, các anh chị cựu học sinh đã trở về đây dưới mái trường Trung học cơ sở Cẩm Lĩnh thân yêu. Kính thưa quý vị đại biểu, trong không khí của ngành giáo dục cả nước đang thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2023, chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập huyện Ba Vì và phấn khởi chào mừng huyện Ba Vì đạt chuẩn nông thôn mới, đón nhận huân chương lao động hạng 3. Được sự chỉ đạo nhất trí của Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì và Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Lĩnh, hôm nay, trường Trung học cơ sở Cẩm Lĩnh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường năm 1963-2023. Tới dự chỉ đạo và chúc mừng buổi lễ
Ban tổ chức trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của các quý vị đại biểu. Đại biểu lãnh đạo huyện Ba Vì xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Đức Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phùng Ngọc Oanh, huyện ủy viên, trưởng phòng giáo dục đào tạo Ba Vì. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện Ba Vì, các đồng chí phóng viên Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Ba Vì xin nhiệt liệt chào mừng. Đại diện lãnh đạo địa phương xin trân trọng giới thiệu đồng chí Chu Xuân Cử, Bí thư Đảng ủy xã. Trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Lan Hương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã. Trân trọng giới thiệu đồng chí Phùng Hữu Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Trân trọng giới thiệu đồng chí Phùng Thị Toan, Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Cẩm Lĩnh. Trân trọng giới thiệu các đồng chí nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã qua các thời kỳ, các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Cẩm Lĩnh. Trân trọng giới thiệu các đồng chí trong ban chỉ đạo, các trưởng ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể, cán bộ, công chức không chuyên trách của Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Lĩnh, các đồng chí là bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận của 11 thôn trên địa bàn xã, xin nhiệt liệt chào mừng. Về phía các đơn vị bạn, xin trân trọng giới thiệu các thầy cô đại diện ban giám hiệu các trường trung học cơ sở, phổ thông cơ sở trên địa bàn huyện Ba Vì, trường Trung học phổ thông Ba Vì, Trung học phổ thông Bất Bạt, Trung học phổ thông Trần Phú, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Ba Vì, trường Trung học cơ sở Mạc Đĩnh Chi, quận Ba Đình, Hà Nội, đơn vị kết nghĩa với nhà trường. Xin được trân trọng giới thiệu ban giám hiệu các trường mầm non, tiểu học, tiểu khu 2, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn xã Cẩm Lĩnh, đơn vị kho 332, trường trung cấp 24 biên phòng, đơn vị trại giam Suối 2, đơn vị trại giam T771, công đoàn Suối 2, công ty xây dựng Phương Bắc, công ty xây dựng Quang Minh, xí nghiệp thủy sản và dịch vụ Suối 2, công ty giống cây rừng Cẩm Quỳ, hợp tác xã nông nghiệp Cẩm Lĩnh, doanh nghiệp Đồi Cò, công ty du lịch Ao Vua, doanh nghiệp nước uống Sen Gu, công ty giấy vở Quang Huy, công ty du lịch Thuận Đăng, công ty du lịch Hà Nội Travel, xin nhiệt liệt chào mừng. Về phía nhà trường, xin trân trọng giới thiệu thầy giáo Vũ Văn Hải, đảng ủy viên, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường. Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Minh, phó bí thư chi bộ, phó hiệu trưởng nhà trường. Chúng ta vui mừng gặp lại các thầy cô giáo nguyên là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng nhà trường, các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên đã nghỉ hưu tại trường Trung học cơ sở Cẩm Lĩnh, các thầy cô giáo đã từng công tác tại trường và các thế hệ học sinh đã học tập dưới mái trường Trung học cơ sở Cẩm Lĩnh. Cùng các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, viên chức và 200 học sinh tiêu biểu đại diện cho 828 học sinh năm học 2023-2024 xin nhiệt liệt chào mừng. Sau đây, ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời thầy giáo Vũ Văn Hải, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường lên đọc diễn văn kỷ niệm 60 năm thành lập trường. Trân trọng kính mời thầy. Kính thưa đồng chí Nguyễn Đức Anh, huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban dân huyện Ba Vì. Kính thưa đồng chí Phùng Ngọc Oanh, huyện ủy viên, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Ba Vì. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, thưa các thầy giáo, cô giáo, thưa các thế hệ học sinh của nhà trường. Trong không khí vui tươi, phấn khởi hướng về ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, chào mừng huyện Ba Vì về đích nông thôn mới. Đặc biệt, các thế hệ thầy giáo, cô giáo, các cựu học sinh, các bậc phụ huynh và nhân dân quê hương Cẩm Lĩnh phấn khởi, tự hào
khi ngôi trường trung học cơ sở Cẩm Lĩnh tròn 60 năm xây dựng và phát triển. Được sự nhất trí của nhân dân huyện Ba Vì, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Cẩm Lĩnh, hôm nay trường trung học cơ sở Cẩm Lĩnh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường 1963-2023 và 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2023. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu khách quý, các đồng chí lãnh đạo đảng, chính quyền, các cơ quan ban ngành, đoàn thể các cấp, các đồng chí lãnh đạo ngành giáo dục và đào tạo, các đại diện của các nhà trường, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các cơ quan thông tin, truyền thông, các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ, giáo viên, nhân viên đã công tác tại nhà trường, cựu học sinh của nhà trường qua các thời kỳ, các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên cùng 200 học sinh đại diện cho 828 học sinh của nhà trường năm học 2023-2024 đã về dự đầy đủ trong buổi lễ trọng đại này. Kính chúc các quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo, các thế hệ học sinh của nhà trường mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng các anh chị, các thế hệ học sinh của nhà trường. Năm 1963, xã Cẩm Lĩnh đón nhận đồng bào từ các xã của huyện Đan Phượng, huyện Quảng Oai đến để xây dựng quê hương mới. Nhu cầu cần có một ngôi trường để cho các em xã nhà học tập rèn luyện là rất cần thiết. Mùa thu năm 1963, được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo phòng giáo dục huyện Bát Bạt, sự nỗ lực cố gắng của Đảng, ủy, chính quyền và nhân dân xã nhà, trường phổ thông nông nghiệp cấp 2 Cẩm Lĩnh, huyện Bát Bạt, tỉnh Sơn Tây ra đời, đặt địa điểm tại đồi Chổ Dốc, thôn Đông Vượng. Khi mới thành lập, nhà trường chỉ có một lớp với 19 học sinh, 5 thầy cô giáo, hiệu trưởng là thầy Chu Tiến Hiển. Trường rất đơn sơ, mái tranh, vách đất, nhưng nơi đây luôn ấm áp, tình đồng nghiệp, tâm huyết của thầy cô đem tri thức, văn hóa tới cho học trò. Năm học 1964-1965, Đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh đánh phá miền Bắc với quy mô ngày càng ác liệt. Để đảm bảo an toàn cho các thầy cô giáo và các em học sinh duy trì việc dạy học, nhà trường đã phải chuyển địa điểm đến điểm mới là khu chợ Mận của thôn Ngọc Nhị. Trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, nhà trường đã có hai lần phải di chuyển qua lại giữa hai địa điểm là đồi Chổ Dốc và chợ Mận, và phải đến năm 1973 thì nhà trường mới chuyển về địa điểm như hiện nay. Trong ánh hào quang chiến thắng của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước hay trong chiến tranh biên giới, thầy và trò trường trung học cơ sở Cẩm Lĩnh cũng đã đóng góp những phần nhỏ bé của mình. Nhiều thầy giáo gấp trang giáo án lên đường nhập ngũ, nhiều thế hệ học sinh khoác màu xanh áo lính, cầm súng bảo vệ tổ quốc thân yêu. Trong số họ, nhiều người đã nằm xuống, máu xương, tên tuổi các anh mãi được khắc ghi. Trong thời kỳ đổi mới hiện nay, trường trung học cơ sở Cẩm Lĩnh là cái nôi để từ đây các em học sinh trưởng thành không chỉ có tri thức mà quan trọng là nhân cách, ý thức vươn lên khẳng định bản thân, xây dựng cuộc sống gia đình, xây dựng quê hương đất nước. Kể từ năm học đầu tiên, năm 1963-1964, trải qua 3 lần di chuyển địa điểm đặt trường, nhà trường cùng với Đảng, chính quyền, nhân dân đã đi qua bao khó khăn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thời bao cấp gian khó và thời kỳ đổi mới. Lúc nào, ở đâu, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của nhà trường đều nỗ lực cố gắng hết mình cho sự nghiệp giáo dục. Từ ngôi trường này, ánh sáng tri thức văn hóa đã đến mọi nhà trên quê hương Cẩm Lĩnh. Cùng với Đảng, chính quyền, nhân dân quê hương, từ vùng đất trung du, sỏi đá, nghèo nàn, đã có một diện mạo mới, tâm thế mới. Nhà trường đã tiếp nhận gần 300 thầy, cô giáo, cán bộ, giáo viên, nhân viên về công tác, giảng dạy và đã đào tạo được gần 13.000 học sinh tốt nghiệp ra trường, hiện đang công tác, lao động, học tập ở nhiều lĩnh vực khác nhau trên mọi miền của Tổ quốc. Nhiều người là tiến sĩ, thạc sĩ, sĩ quan, quân đội, công an, bác sĩ, kỹ sư, lãnh đạo, dù ở đâu, làm gì, cũng luôn lấp lánh niềm tự hào là học sinh của trường trung học cơ sở Cẩm Lĩnh. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa các thầy giáo, cô giáo,
thưa các thế hệ học sinh của nhà trường. 60 năm một chặng đường vẻ vang, thành quả đó trước hết có được là nhờ đường lối đúng đắn của các thế hệ lãnh đạo Đảng, chính quyền cùng với nhân dân đã quan tâm chăm lo, dành những điều tốt đẹp nhất cho sự nghiệp giáo dục, trong đó có trường Trung học cơ sở Cẩm Lĩnh. Thành quả ấy thuộc về các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên đời trước, trồng cây đời sau hưởng mát. Và trong buổi lễ ngày hôm nay, chúng ta gửi lời tri ân sâu sắc đến đội ngũ các thế hệ cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên bằng tâm huyết, sự tận tụy cống hiến vì sự nghiệp trồng người cao cả đã dạy dỗ, rèn luyện nên bao thế hệ học trò. Dù người còn, người mất, nhưng công lao đóng góp của các thế hệ thầy giáo, cô giáo sẽ trường tồn mãi mãi cùng với ngôi trường này. Cũng từ ngôi trường này đã chắp cánh để bao thế hệ học sinh bước tiếp. Nơi đây in dấu những năm tháng tuổi thơ trong sáng, tình thầy trò, bạn bè. Dù đi đâu, trong mỗi chúng ta cũng mang ký ức tốt đẹp về mái trường này. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, thưa các thế hệ học sinh của nhà trường. Kế thừa và phát huy truyền thống 60 năm qua, chúng tôi, 41 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 828 học sinh của nhà trường luôn mang trong mình niềm tự hào và trách nhiệm để đoàn kết, nhất trí, đem tâm huyết, trí tuệ truyền đến các em học sinh thân yêu. Trong buổi lễ trọng đại này, chúng tôi tự tin báo cáo với Đảng, nhân dân và các thế hệ đi trước những thành quả rất đáng tự hào của nhà trường. Đó là đơn vị đạt chuẩn văn hóa, nhà trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 2, chuẩn quốc gia mức độ 1 năm 2022, chi bộ Đảng nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh, nhà trường nhiều năm đạt tập thể lao động tiên tiến, đặc biệt trong năm học 2022-2023, nhà trường đã đạt tập thể lao động xuất sắc. Công đoàn nhà trường cũng đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen, Công đoàn ngành giáo dục Việt Nam tặng cờ thi đua. Quá khứ là vẻ vang, hiện tại và tương lai tràn đầy tươi sáng. Mang trong mình lịch sử 60 năm xây dựng và trưởng thành với đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự chăm lo của chính quyền, sự tin tưởng của cha mẹ học sinh, nhân dân với tâm huyết của đội ngũ thầy giáo, cô giáo và ý thức vươn lên của các em học sinh. Chúng tôi tin tưởng rằng trường Trung học cơ sở Cẩm Lĩnh sẽ có những bước phát triển mới, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giáo dục của quê hương Cẩm Lĩnh nói riêng và của huyện Ba Vì để quê hương ngày càng một giàu đẹp, văn minh. Trước khi dừng lời, một lần nữa xin được kính chúc các quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo dồi dào sức khỏe để chăm lo được nhiều hơn nữa cho sự nghiệp trồng người. Kính chúc các thế hệ học sinh của nhà trường tích cực phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là chủ nhân trách nhiệm của quê hương, đất nước. Chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Trân trọng cảm ơn thầy giáo Vũ Văn Hải. Kính thưa quý vị đại biểu, trong giờ phút tràn đầy niềm vui và cảm xúc, các em học sinh trong Ban Chỉ huy Liên đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đại diện cho 828 học sinh trường Trung học cơ sở Cẩm Lĩnh năm học 2023-2024 rất vinh dự và tự hào được đến chúc mừng buổi lễ. Xin mời đội nghĩa lễ tiến vào lễ đài. Các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, kính thưa các cô, các bác, các chú, các anh chị là cựu học sinh của nhà trường. Hôm nay, chúng em rất vinh dự khi được thay mặt cho đội nghi thức tham gia 60 năm ngày thành lập trường.
cho phép chúng em được gửi đến các quý vị đại biểu khách quý, các thầy cô giáo, các cô chú, các bác là cựu học sinh của nhà trường lời kính chúc sức khỏe và hạnh phúc. Chúc cho 60 năm ngày thành lập trường Trung học cơ sở Cẩm Lĩnh thành công, tốt đẹp. Cảm ơn các em trong đội nghi thức chào mừng. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, các thầy cô giáo cùng các thế hệ học sinh, cách đây hơn nửa thế kỷ, trên quê hương Cẩm Lĩnh anh dũng kiên cường, trường phổ thông nông nghiệp cấp 2 Cẩm Lĩnh, huyện Bát Bạt, tỉnh Sơn Tây, nay là trường trung học cơ sở Cẩm Lĩnh được thành lập. Qua 60 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên và học sinh đã vượt lên gian khó, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Sau đây, xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng các thế hệ học sinh hướng lên sân khấu để nhìn lại chặng đường phát triển của nhà trường qua phóng sự Trường Trung học Cơ sở Cẩm Lĩnh 60 năm vinh quang một chặng đường. Đây tròn 60 năm, mùa thu năm 1963, trên một miền đất giàu truyền thống cách mạng và văn hóa, đã khai sinh ra trường phổ thông nông nghiệp cấp 2 Cẩm Lĩnh, huyện Bát Bạt. Đó chính là tiền thân của trường trung học cơ sở Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Hơn nửa thế kỷ đã qua đi, hình hài và vóc dáng của ngôi trường không ngừng thay đổi, kết quả dạy và học không ngừng phát triển về quy mô chất lượng, xứng đáng với niềm tự hào của một vùng quê giàu truyền thống. Một bên là trường đội, còn bên này là trường danh. Mà giáo viên cùng với học sinh lớn tuổi, học sinh của tôi lớp 7, tôi năm chủ nhiệm, cùng với nhân dân cắt cỏ danh ban đêm để dựng trường. Học sinh phải đến trường ngủ ở trên bàn ghế của nhà trường cấp 1 và sau đó học đến 2 giờ sáng là bắt đầu, đến 5 giờ sáng bắt đầu là trên đường phân tán về nhà. Nhớ lại buổi đầu trường mới thành lập năm học 1963-1964. Tại đồi Trổ Sốc, thôn Đông Phượng, trường mới chỉ có một lớp với tổng số 19 học sinh, có 5 thầy cô. Đó là thầy giáo Chu Tiến Hiền, hiệu trưởng đầu tiên của nhà trường, và các thầy giáo Dương Đức Thùy, thầy Đinh Văn Thông, thầy Phạm Doãn Hà, cô Nguyễn Thị Oanh. Cơ sở vật chất trường lớp vô cùng khó khăn, thiếu thốn. Những năm sau đó, số học sinh ngày càng tăng, phòng học lại thiếu. Để khắc phục khó khăn, nhà trường đã cùng đảng, chính quyền, nhân dân địa phương dựng tạm thêm các lớp học bằng tranh tre, nứa lá. Năm học 1964-1965,
đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh đánh phá miền Bắc với quy mô ngày càng ác liệt. Để đảm bảo an toàn cho các thầy cô giáo và học sinh duy trì việc học, nhà trường đã chuyển đến địa điểm mới là khu chợ Mận, thôn Ngọc Nhị. Hòa chung với khí thế thi đua của ngành giáo dục trong thời chiến, trường cấp 2 Cẩm Lĩnh vẫn quyết tâm không bỏ lớp, thực hiện sơ tán, đào hầm, khơi thông hào để đảm bảo an toàn cho thầy và trò trong mỗi buổi học. Theo tiếng gọi của non sông, biết bao thầy giáo, học sinh đã tình nguyện cùng thế hệ trẻ lên đường vào Nam đánh Mỹ. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ ác liệt ấy, nhà trường có thầy Đinh Văn Thung tham gia nhập ngũ năm 1967. Thầy Vũ Hữu Lưu nhập ngũ năm 1971. Cùng nhiều học sinh của nhà trường đã tự nguyện lên đường nhập ngũ. Trong đó có những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc như liệt sĩ Phùng Văn Sang, liệt sĩ Phùng Văn Cơ. Ở lại hậu phương dưới sự lãnh đạo của Đảng, thầy trò nhà trường luôn luôn khắc phục khó khăn, ra sức thi đua cùng tiền tuyến. Phong trào thi đua dạy tốt, học tốt nở rộ, phát triển và gặt hái nhiều kết quả tốt đẹp. Ngoài nhiệm vụ dạy học chính khóa, nhà trường còn đảm nhiệm dạy cả bổ túc văn hóa. Những thành tích mà nhà trường đạt được trong thời kỳ này chính là những viên gạch hồng xây nền móng vững chắc cho truyền thống thi đua của nhà trường. Trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, nhà trường đã có hai lần di chuyển qua lại giữa hai địa điểm là đồi Chổ Sốc và chợ Mận, và phải đến năm 1973, trường mới chuyển về địa điểm hiện nay. Tôi về trường Cẩm Lĩnh năm tháng 9 năm 64, năm bắt đầu ra trường. Bước chân về trường thì một sự ngỡ ngàng là trường mà mới thành lập. Bây giờ thì phong trào giáo dục nó rất khó khăn của toàn đất nước, nhưng vào Cẩm Lĩnh thì nó là ở mức độ quá khó khăn, tôi cũng không ngờ. Vào trường học có 3 lớp và nhà giáo viên chỉ một cái rất nhỏ đứng ở đầu một cái lớp và một cái bếp trống không, toàn đắp bằng tường đất. Các em ngồi học là chỉ hở đầu. Đã bước chân vào nghề là chúng tôi hết sức quyết tâm, ăn cơm bằng cái nước giếng khoét ở dưới đồi. Và rau thì lấy rau sắn trồng ngay cổng trường, chấm với muối ớt, chỉ có vậy. Thế và anh em chúng tôi sống rất là hòa thuận. Mà cứ tối đến ăn cơm xong là đi xuống tỏa đi tất cả các nơi, đến từng nhà học sinh để thăm các em học buổi tối. Mùa xuân năm 1975, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước giành thắng lợi hoàn toàn. Lịch sử đã sang trang, Tổ quốc ta bước sang một giai đoạn mới. Đất nước thống nhất, Nam Bắc sum họp một nhà. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo của nhà trường cũng gắn liền với những bước chuyển mình đi lên của quê hương đất nước. Thực hiện thi đua của ngành giáo dục về đẩy mạnh phong trào thi đua hai tốt, trường cấp 2 Cẩm Lĩnh đã phát huy nội lực, đồng thời được sự chăm lo của cấp ủy đảng chính quyền các cấp và nhân dân xã nhà. Chất lượng dạy và học của nhà trường ngày càng đạt kết quả cao hơn. Từ năm học 1977 đến năm 1978, theo chủ trương của cấp trên, trường cấp 1 và cấp 2 được hợp nhất thành trường cấp 1, cấp 2 xã Cẩm Lĩnh, sau đổi tên thành trường phổ thông cơ sở xã Cẩm Lĩnh. Năm học 1991-1992, thực hiện chủ trương tách cấp của Bộ Giáo dục Đào tạo, trường phổ thông cơ sở xã Cẩm Lĩnh được tách thành trường tiểu học Cẩm Lĩnh và trường trung học cơ sở Cẩm Lĩnh. Khi đó, nhà trường có 10 lớp với hơn 300 học sinh, hiệu trưởng nhà trường là thầy Chu Duy Hưng, phó hiệu trưởng là thầy Nguyễn Thành Thu, với 28 giáo viên nhân viên. Với cá nhân tôi là một thế hệ học sinh, học từ những năm 74-75 ở tại ngôi trường trung học cơ sở xã Cẩm Lĩnh. Với những cái năm tháng sau chiến tranh, thực sự là điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường lúc đó còn rất nhiều khó khăn. Chúng tôi lại được nhận được cái sự mà quan tâm, dìu dắt của các thế hệ, các thầy, các cô của những cái năm tháng khó khăn như vậy để mà có những cái động lực cho cá nhân chúng tôi ngồi 3 năm ở cái ghế nhà trường trung học cơ sở. Sau đó thì học trung học phổ thông để mà chúng tôi học tập, vươn lên, khắc phục mọi các cái khó khăn để mà tự khẳng định được bản thân mình, tự khẳng định là một học sinh đã được các thầy, các cô
ở trường trung học cơ sở ở xã Cẩm Lĩnh dìu dắt dạy dỗ. Bước vào thời kỳ hội nhập, thực hiện các nghị quyết của Đảng về giáo dục và đào tạo, đặc biệt là nghị quyết số 29 ngày 4 tháng 11 năm 2023 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Trường Trung học cơ sở Cẩm Lĩnh đã xác định tầm nhìn chiến lược về giáo dục và đào tạo để không ngừng đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng dạy và học, đẩy mạnh phong trào thi đua, đổi mới sáng tạo trong dạy và học, đổi mới sáng tạo trong quản lý. Coi đây là khâu đột phá. Mỗi cán bộ, giáo viên thi đua đổi mới phương pháp dạy học ở tất cả các bộ môn, sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Đồng thời, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng các phương tiện hỗ trợ vào giảng dạy, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Là một cựu học sinh của trường Trung học cơ sở Cẩm Lĩnh từ thế kỷ trước, thì tôi rất là vui khi mà được về đây để công tác giảng dạy và chứng kiến được cái sự phát triển của mái trường từ những cái ngôi nhà đất, tường đất hoặc là sân đất, thì đến bây giờ đã có sự thay đổi rất là khang trang cả về cơ sở vật chất và về chất lượng cũng như số lượng của giáo viên và học sinh. Và tôi, bản thân tôi cũng đã cố gắng đóng góp, nỗ lực hết mình để đóng góp để đưa ra được những cái tiết dạy phù hợp với trình độ của học sinh này, và đã có những đóng góp, có những học sinh giỏi cấp huyện, cấp thành phố. Thì đấy là những cái đóng góp mà tôi cảm thấy rất là tự hào, và tôi cũng rất là biết ơn cái thế hệ các thầy cô ở đi trước đã có những cống hiến đóng góp để cho ngôi trường với bề dày 60 năm lịch sử này, và chúng tôi cũng sẽ cố gắng phấn đấu hơn nữa để tạo dựng được cái ngôi trường Trung học cơ sở Cẩm Lĩnh ngày một phát triển. Hiện nay, nhà trường được quan tâm đầu tư trường lớp trên khuôn viên rộng 16.616 m², cơ sở vật chất nhà trường được xây dựng khang trang hiện đại, các khối công trình xây dựng được quy hoạch bố trí khoa học hợp lý, thuận lợi cho việc giảng dạy và tổ chức các hoạt động giáo dục. Khối phòng phục vụ hành chính có phòng làm việc riêng của hiệu trưởng, hiệu phó, đoàn thể, văn phòng với đầy đủ trang thiết bị. Khối phòng phục vụ học tập có 17 phòng học, 9 phòng học bộ môn được trang bị các thiết bị dạy học hiện đại như TV, máy chiếu có kết nối Internet, phục vụ dạy học, đảm bảo các tiêu chuẩn chương trình dạy học giáo dục phổ thông năm 2018. Khối phòng hỗ trợ học tập khang trang với đầy đủ trang thiết bị gồm phòng thư viện, thiết bị giáo dục, phòng đoàn, phòng tư vấn học đường. Khối phòng phụ trợ gồm phòng họp toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, phòng tổ chuyên môn, cổng, tường bao, khu sân chơi rộng rãi, diện tích 6.000 m², thoáng mát, có hệ thống cây xanh lâu năm, có bãi tập thể dục thể thao, sân bóng đá mini cho học sinh vui chơi, luyện tập. Nhà trường đã đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2, chương chuẩn quốc gia mức độ 1 năm 2022. Nhà trường hiện có 42 cán bộ giáo viên nhân viên, trong đó ban giám hiệu 2, giáo viên 32, nhân viên 8. Trình độ đào tạo, 100% cán bộ giáo viên đạt trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo theo luật giáo dục năm 2019. Trong đó có một đồng chí có trình độ thạc sĩ, hai cán bộ quản lý đang học cao học. Đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường nhiệt tình, năng động, sáng tạo và có khả năng tiếp cận và thực hiện các phương án ứng dụng dạy học tiên tiến, hiện đại, sẵn sàng nhận nhiệm vụ và luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tiêu biểu như cô Phùng Thị Hồng Nhung, cô Trần Thị Thu, cô Ngô Thị Thắm, cô Đặng Thị Phương Thư. Trong bề dày thành tích của nhà trường, nhiều cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua, lao động giỏi, giáo viên giỏi các cấp. 5 năm trở lại đây, nhà trường có 13 thầy cô đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 14 thầy cô đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Minh đạt giải nhì nhà giáo Hà Nội tâm huyết sáng tạo cấp huyện. Cô giáo Phùng Thị Hồng Nhung có thành tích trong thực hiện nghị quyết 29 được Ủy ban dân huyện Ba Vì tặng giấy khen.
thầy Vũ Văn Hải được Liên đoàn Lao động huyện tặng giấy khen gia đình tiêu biểu năm 2023 và vinh dự được nhận bằng khen của Bộ Giáo dục Đào tạo. Trong quá trình dạy học, nhà trường đã phát động và tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động. Nhà trường tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian, sinh hoạt câu lạc bộ tiếng Anh, mỹ thuật, câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi, giáo dục STEM. Các hoạt động tham quan trải nghiệm trong và ngoài nhà trường nhằm tăng cường giáo dục kỹ năng giao tiếp, giáo dục kỹ năng sống, hình thành phẩm chất và năng lực cho học sinh. Nhà trường đã được công nhận trường học thân thiện, học sinh tích cực cấp thành phố năm 2011, đơn vị văn hóa năm 2013 và được công nhận lại đơn vị đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2016-2021. Các em học sinh được rìu rát dạy bảo ân cần của các thầy giáo, cô giáo giỏi. Nhiều học sinh đã đạt những thành tích học tập xuất sắc, là học sinh giỏi cấp thành phố, cấp huyện. Trong 5 năm qua, nhà trường có 132 học sinh giỏi cấp huyện, 9 học sinh giỏi thành phố. Tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt khá đạt trên 99%. Tỷ lệ học lực giỏi khá đạt trên 70%. Với những thành tích đóng góp vào sự nghiệp giáo dục đào tạo cho quê hương, đất nước, trường Trung học cơ sở Cẩm Lĩnh đã được nhận nhiều khen thưởng của các cấp, chi bộ đảng nhiều năm đạt trong sạch vững mạnh, nhà trường 3 năm liền đạt tập thể lao động tiên tiến. Đặc biệt, năm học 2022-2023, tập thể nhà trường đạt tập thể lao động xuất sắc. Công đoàn trường được Tổng Liên đoàn Việt Nam tặng bằng khen. Công đoàn ngành giáo dục Việt Nam tặng cờ thi đua và nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp công đoàn. Trong 60 năm qua, nhà trường đã tiếp nhận 300 cán bộ giáo viên nhân viên về công tác giảng dạy và đào tạo, được gần 13.000 học sinh tốt nghiệp. Ra trường hiện đang công tác, lao động, học tập ở nhiều lĩnh vực khác nhau trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Nhiều thế hệ học sinh của nhà trường đã khôn lớn, trưởng thành là kỹ sư, bác sĩ, sĩ quan quân đội, công an, nhà báo, giáo viên, nhà lãnh đạo, quản lý, chủ doanh nghiệp, chủ trang trại, đã và đang góp phần đắc lực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Những thành tích đạt được của nhà trường đã góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương đất nước. Có được những thành tích trên cùng với sự nỗ lực của biết bao thế hệ thầy trò là sự quan tâm giúp đỡ của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể ở địa phương cùng chung tay vun đắp nên truyền thống tốt đẹp của nhà trường. Trong quá trình 60 năm hình thành và phát triển của trường Trung học cơ sở Cẩm Lĩnh thì với quy mô ban đầu chỉ với một lớp học với trên 20 học sinh, đội ngũ giáo viên chỉ đến 3 đến 4 giáo viên, cho đến ngày hôm nay thì với cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư rất là đồng bộ, hiện đại, đáp ứng được đầy đủ cái nhu cầu giảng dạy và học tập của giáo viên cũng như học sinh của địa phương. 60 năm qua thì với sự quyết tâm, nỗ lực, cố gắng của thầy và nhà trò của nhà trường đã góp phần đào tạo ra hàng nghìn học sinh, cựu học sinh đang rất thành đạt. Rất nhiều bác, nhiều anh chị hiện đang đảm nhận những vị trí lãnh đạo chủ chốt của các ngành và các địa phương. Trong thời gian tới, chúng tôi rất tin tưởng và kỳ vọng bên cạnh cái sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền địa phương, sự vào cuộc chung sức đồng hành và chia sẻ của các bậc phụ huynh cũng như các tập thể cá nhân có cái sự quan tâm đến sự nghiệp giáo dục của xã, đặc biệt là sự nỗ lực cố gắng của thầy và trò trường Trung học cơ sở Cẩm Lĩnh thì sự nghiệp giáo dục của xã Cẩm Lĩnh sẽ có bước phát triển mới. Kỷ niệm 60 năm thành lập trường, lớp lớp thế hệ thầy và trò lại xúc động nhớ tới lịch sử vẻ vang, tự hào của nhà trường, nhớ tới các thế hệ thầy cô giáo đã chèo lái con đò tri thức, lớp nối lớp học sinh nhà trường. Đó là thầy giáo Chu Tiến Hiền, hiệu trưởng năm học đầu tiên 1963-1964.
Tiếp theo là thế hệ cô Nguyễn Thị Oanh, thầy Lê Đăng Thanh, thầy Trần Chiên, thầy Trần Đức, thầy Hoàng Dừa, thầy Nguyễn Đình Kiên, thầy Phùng Đức Thắng, thầy Phùng Công Đê, thầy Chu Duy Hưng, cô Phùng Thị Tình và tiếp nối truyền thống là thế hệ thầy Vũ Văn Hải. Phát huy truyền thống tốt đẹp, thầy trò nhà trường đã cùng nhau đoàn kết, đồng lòng khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Xây dựng nhà trường trở thành điểm sáng của giáo dục huyện Ba Vì về chất lượng dạy học cũng như những thành tích nổi bật trong tổ chức các hoạt động giáo dục, nhằm tạo cơ hội để học sinh phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu về mục tiêu giáo dục cấp trung học cơ sở. Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập, thầy và trò trường trung học cơ sở Cẩm Lĩnh đều tự hào về truyền thống vẻ vang của nhà trường đã đạt được trong hơn nửa thế kỷ qua, đồng thời cũng nhận thức sâu sắc cơ hội và thách thức trong giai đoạn mới. Phát huy truyền thống của nhà trường đã đạt được trong những năm qua, trong thời gian tới, nhà trường tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm sau. Thứ nhất là xây dựng tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đoàn kết, thống nhất, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, có phẩm chất, đạo đức tốt, ham học hỏi, có khát vọng cống hiến, đáp ứng với yêu cầu của vị trí việc làm và chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thứ hai, tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, đổi mới sinh hoạt, tổ nhóm, chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và dạy học, góp phần nâng cao cái chất lượng đại trà và kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10. Thứ ba, tổ chức đa dạng hiệu quả các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, để từ đó tăng cường cái giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Thứ tư, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, thực hiện thu chi tài chính đúng quy định, tạo cái nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học, hướng tới là xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Phát huy truyền thống của nhà trường đã đạt được trong những năm qua, trong thời gian tới, thì thầy trò nhà trường sẽ tiếp tục thi đua, dạy tốt, học tốt, nâng cao cái chất lượng giáo dục. Tiếp bước các thế hệ đi trước để xây dựng trường trung học cơ sở Cẩm Lĩnh thành điểm sáng của giáo dục Ba Vì, đáp ứng với sự tin yêu, mong mỏi của các cấp chính quyền và nhân dân. Phát huy truyền thống quê hương cách mạng với hành trang 60 năm truyền thống vẻ vang cùng đội ngũ giáo viên năng động, tâm huyết, giàu trí tuệ. Tin tưởng rằng trường trung học cơ sở Cẩm Lĩnh sẽ vượt qua mọi khó khăn, xây dựng nhà trường thành một trung tâm giáo dục có chất lượng, chuẩn quốc gia, đáp ứng yêu cầu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh. Kính mời đồng chí Đặng Văn Đông, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì lên công bố quyết định. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, thưa các thầy cô giáo cùng các em học sinh. Được sự phân công của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện, Văn phòng xin phép được công bố quyết định khen thưởng. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì số 6864 QĐ-UBND Ba Vì ngày 6 tháng 11 năm 2023 quyết định về việc khen thưởng tập thể trường trung học cơ sở Cẩm Lĩnh có thành tích xuất sắc nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập trường. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì, căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019, căn cứ luật thi đua khen thưởng năm 2003, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thi đua khen thưởng năm 2005, năm 2013, căn cứ nghị định số 91 ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành luật thi đua khen thưởng và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thi đua khen thưởng. Xét đề nghị của Phòng Nội vụ, quyết định điều 1, tặng giấy khen kèm tưởng thưởng cho tập thể trường trung học cơ sở Cẩm Lĩnh vì đã có thành tích xuất sắc nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập năm 1963-2023. Điều 2, tiền thưởng được trích từ nguồn kinh phí khen thưởng năm 2023 của huyện. Điều 3, Chánh văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện, Hội đồng thi đua khen thưởng huyện, trưởng các phòng, nội vụ, tài chính kế hoạch, thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan, trường trung học cơ sở Cẩm Lĩnh, căn cứ quyết định thi hành, Chủ tịch Đỗ Mạnh Hưng đã ký. Đề nghị quý vị đại biểu cho một tràng pháo tay để chúc mừng thành tích của trường. Sau đây xin trân trọng kính mời ban giám hiệu của trường trung học cơ sở Cẩm Lĩnh lên sân khấu nhận khen thưởng. Lên trao thưởng và tặng hoa cho trường. Và trân trọng kính mời đồng chí cùng ông anh trưởng phòng giáo dục cùng lên tặng hoa khen thưởng. Đại biểu, trong những năm qua, trường trung học cơ sở Cẩm Lĩnh luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của Đoàn ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Cẩm Lĩnh. Về dự, chỉ đạo và chúc mừng buổi lễ, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Phùng Hữu Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo xã Cẩm Lĩnh lên phát biểu chỉ đạo, chúc mừng buổi lễ. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa đồng chí Nguyễn Đức Anh, huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các thầy, các cô, thưa toàn thể các bạn học sinh thân mến. Hôm nay tôi rất vui mừng đến tham dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường trung học cơ sở Cẩm Lĩnh. Thay mặt cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Cẩm Lĩnh, tôi xin trân trọng gửi tới các quý vị đại biểu khách quý, các thế hệ cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường qua các thời kỳ lời chúc mừng nồng nhiệt nhất, chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Kính thưa các thầy cô giáo, quý vị đại biểu và các em, quá trình hình thành và phát triển của trường trung học cơ sở Cẩm Lĩnh trong 60 năm qua đã được tóm tắt trong phóng sự và diễn văn do đồng chí hiệu trưởng đã trình bày, tôi xin phép không nêu lại. Trong giai đoạn đầu thành lập, thời gian đất nước còn chiến tranh và tập trung khắc phục hậu quả của chiến tranh, tình hình kinh tế xã hội của đất nước còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn. Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo và chăm lo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và nhân dân xã nhà, với tinh thần chủ động, quyết tâm khắc phục những khó khăn, thiếu thốn của thầy và trò trường trung học cơ sở Cẩm Lĩnh, hoạt động của nhà trường đã dần đi vào ổn định. Bước vào thời kỳ hội nhập, thực hiện các nghị quyết của Đảng về giáo dục và đào tạo, đặc biệt là nghị quyết số 229 của Ban chấp hành Trung ương Đảng ngày 4 tháng 11 năm 2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Trường Trung học cơ sở Cẩm Lĩnh đã xác định nhiệm vụ trọng tâm đó là không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng dạy và học. Mỗi cán bộ, giáo viên thi đua đổi mới phương pháp dạy và học ở tất cả các bộ môn, phát huy tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Đồng thời,
đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phương tiện hỗ trợ và giảng dạy, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Hiện nay, với vị trí thuận tiện về giao thông tại khu trung tâm của xã với khuôn viên rộng trên 16.000 m², cơ sở vật chất nhà trường đã được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại, các khối công trình được xây dựng theo đúng quy hoạch, bố trí khoa học, hợp lý, thuận lợi cho việc giảng dạy và tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà trường. Nhà trường đã đạt được kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2, đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 1 năm 2022. Kết quả dạy và học không ngừng phát triển về quy mô, chất lượng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh của nhà trường. Trong 60 năm qua, nhà trường đã tiếp nhận gần 300 cán bộ, giáo viên, nhân viên về công tác giảng dạy và đào tạo. Với gần 13.000 học sinh đã tốt nghiệp, ra trường, hiện đang công tác, lao động, học tập ở nhiều lĩnh vực khác nhau trên khắp mọi miền Tổ quốc. Nhiều thế hệ học sinh của nhà trường giờ đã trưởng thành, trở thành những kỹ sư, bác sĩ, sĩ quan quân đội, công an, nhà báo, giáo viên, nhà lãnh đạo, nhà quản lý các cấp, chủ doanh nghiệp, chủ trang trại và rất nhiều vị trí khác, đã và đang đóng góp đắc lực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và quê hương. Nhân dịp này, thay mặt Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc xã, tôi xin ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích của nhà trường đã đạt được trong chặng đường vừa qua. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, quý vị đại biểu và các bạn, một quốc gia muốn giàu, một quốc gia muốn mạnh thì nhất thiết phải có một nền giáo dục tốt. Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, vào những tồn tại hạn chế, Trung ương Đảng và cả xã hội đã xác định chúng ta phải đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục. Đổi mới luôn là quá trình cọ sát giữa cái mới và cái cũ và luôn có một bộ phận bị ảnh hưởng. Bộ phận đấy nhiều khi không tách ra là riêng ai, là bộ phận nào, mà ngay trong mỗi phần trong chính chúng ta. Và điều kiện quan trọng, chúng ta phải dũng cảm vượt lên những trở lực do thói quen, do lợi ích và với mục tiêu tất cả vì lợi ích chung. Trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn nhà trường tiếp tục tập trung xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo, nhằm xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và đề ra những giải pháp thiết thực, hiệu quả để giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục, phấn đấu xây dựng nhà trường trở thành một trung tâm giáo dục có chất lượng, đạt chuẩn quốc gia, đáp ứng được yêu cầu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng quê hương đất nước giàu mạnh. Tôi cũng mong muốn các thầy cô giáo cần không ngừng nghiên cứu, nâng cao chất lượng giảng dạy, đổi mới phương pháp để đạt chất lượng tốt nhất và luôn xứng đáng là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo để học sinh học tập và noi theo. Các em học sinh thân mến, các em có quyền tự hào vì được học tập dưới mái trường có bề dày truyền thống và của quê hương Cẩm Lĩnh anh hùng, phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước. Các em cần phải có ý chí, nghị lực và khát vọng vươn lên để theo đuổi mục tiêu học để biết, học để làm, học để chung sống và để làm người, trở thành những con người có ích cho xã hội và xứng đáng là học sinh của ngôi trường có bề dày truyền thống 60 năm xây dựng và trưởng thành. Nhân ngày lễ trọng đại của nhà trường, tôi trân trọng gửi tới các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên, các cựu học sinh đã từng giảng dạy, công tác và học tập dưới mái trường thân yêu này lời cảm ơn, những ghi nhận về công sức đóng góp của các thầy cô, các anh chị cho nhà trường và rất mong các thầy cô, các anh chị, học sinh, các bậc phụ huynh tiếp tục quan tâm, giúp đỡ hơn nữa để nhà trường tiến xa hơn. Trong thời gian tới, chúng tôi cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể của huyện, đặc biệt là sự chỉ đạo, hỗ trợ, hướng dẫn của phòng giáo dục, đào tạo huyện Ba Vì đối với công tác giáo dục của xã nói chung và trường trung học Cẩm Lĩnh nói riêng, để sự nghiệp giáo dục của xã phát triển xứng đáng với truyền thống, xứng đáng với tiềm năng, lợi thế của quê hương Cẩm Lĩnh anh hùng. Đảng ủy, Hội đồng dân, Ủy ban nhân xã sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để giúp cho nhà trường, các thầy cô và các em học sinh trong mỗi bước đi lên, giúp các thầy cô và các em có cơ sở vật chất ngày càng khang trang hơn, hiện đại hơn để việc giảng dạy,
sinh hoạt, học tập được tốt hơn, tạo cho động lực cho sự quyết tâm nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương, đáp lại sự kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã nhà. Một lần nữa, tôi xin kính chúc quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, các em học sinh sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc các thầy cô luôn dạy tốt, các em học sinh luôn học tốt để vươn lên chiếm lĩnh những đỉnh cao tri thức và khoa học, góp phần xây dựng đất nước và quê hương Cẩm Lĩnh ngày càng giàu mạnh. Trân trọng cảm ơn. Đến dự với buổi lễ trang trọng này, Đảng ủy, Hội đồng dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể của xã Cẩm Lĩnh có lãng hoa tươi thắm, xin chúc mừng buổi lễ và xin kính mời các đồng chí trong thường trực Đảng ủy, Hội đồng dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các đồng chí lãnh đạo sẽ lên cùng tặng hoa và xin kính mời các thầy cô trong ban giám hiệu và nhà trường lên nhận hoa. Và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Cẩm Lĩnh đã dành cho thầy và trò nhà trường nhân dịp 60 năm thành lập trường. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Thưa các quý vị đại biểu, trong ngày hội hôm nay, chúng ta rất vui mừng và vinh dự được đón các thầy cô giáo, nguyên là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên nhà trường qua các thời kỳ. Trong 60 năm qua, các thầy, các cô đã cùng đồng hành với các thế hệ thầy giáo, cô giáo vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chồng người cao cả mà Đảng và Nhà nước giao phó, tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp phát triển của trường Trung học cơ sở Cẩm Lĩnh hôm nay. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời thầy Phùng Công Đê, nguyên hiệu trưởng nhà trường lên phát biểu cảm tưởng. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các thầy cô giáo, các cựu học sinh qua các thời kỳ cùng 200 các em học sinh thân mến. Hôm nay, trường Trung học cơ sở Cẩm Lĩnh tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập trường 1963-2023. Cho phép tôi được thay mặt cựu cán bộ quản lý nhà trường qua các thời kỳ phát biểu. Lời đầu tiên, tôi xin kính chào các vị đại biểu, kính chào các bậc tiền bối lão thành, kính chào các thầy cô giáo, cán bộ quản lý, giáo viên qua các thời kỳ, các cựu học sinh, các em học sinh trong trường thân trân trọng nhất. Chúc lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường Trung học cơ sở Cẩm Lĩnh thành công rực rỡ. Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý, các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân yêu, Trường Phổ thông Nông nghiệp cấp 2 Cẩm Lĩnh được thành lập từ năm 63 là tiền thân của trường Trung học cơ sở Cẩm Lĩnh ngày nay. Điểm đầu tiên của trường là ở đồi Chổ Dốc, sau chuyển sang đồi Chợ Mận, tới năm 73 chuyển về hiện nay. Trong 60 năm qua đã có gần 300 cán bộ, giáo viên, nhân viên giảng dạy, đã đạo tạo được khoảng 13.000 học sinh tốt nghiệp ra trường. Nhiều học sinh đã trở thành bác sĩ, kỹ sư, sĩ quan quân đội, công an, nhà giáo, nhà lãnh đạo quản lý, nhà giáo, nhà chủ doanh nghiệp, vân vân, đã và đang góp phần xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa của quê hương, đất nước giàu đẹp và văn minh. Trong buổi lễ long trọng, tôi xin mượn lời đánh giá của ban giám khảo chấm giáo viên giỏi về trường của thành phố Hà Nội về làm việc ở trường. Có đánh giá như sau: giáo dục Cẩm Lĩnh là vùng đồi gò, sỏi đá nhưng có trạch vàng. Kính thưa các quý vị đại biểu, các cựu học sinh, các cựu giáo viên,
trong các thời kỳ từ năm 63 tới nay, trong buổi lễ long trọng này, về thời gian, tôi xin được nói về thời gian học tập công tác ở trường Trung học Cẩm Lĩnh. Tôi là học sinh khóa 1, từ năm 63 đến tháng 5 năm 66, là giáo viên từ tháng 9 năm 72 đến tháng 1 năm 73, là phó hiệu trưởng trường Trung học Cơ sở Cẩm Lĩnh tháng 9 năm 80 đến tháng 10 năm 85, rồi hiệu trưởng trường Trung học Cơ sở Cẩm Lĩnh từ tháng 9 năm 88 đến tháng 9 năm 92, và lại tiếp tục từ tháng 9 năm 94 đến tháng 12 năm 2008. Tôi có khoảng 28 năm công tác ở trường trên tổng số 60 năm thành lập trường. Khóa 1 học sinh trường Trung học Cơ sở Cẩm Lĩnh là đặc điểm của 3 xã Phú Sơn, Cẩm Lĩnh, Tòng Bạt, và học đều là những học sinh quá tuổi, sinh từ những năm 1948 trở về trước. Lúc đó, cái lớp phổ thông nông nghiệp của chúng tôi ấy, học hết lớp 7 ấy, là thi 3 môn toán, văn và kỹ thuật nông nghiệp. Cái số học sinh mà chúng tôi thi tốt nghiệp ra trường ấy, chỉ có 19 anh chị em. Tuy vậy, thì đặc điểm là từ khóa 2 trở đi cho tới nay thì tất cả đã chuyển sang trường phổ thông, như các trường trong huyện. Tôi vẫn nói kỷ niệm lớp năm nhô của chúng tôi là gì? Thầy có đổi tên cho một anh Phùng Văn Cơ. Thực ra khai sinh lúc đó đi học là Phùng Văn Cỏ hay là anh Phùng Công Việt, thì thầy đổi cho là bảo tên ấy không đẹp, đổi là Phùng Công Việt. Đấy là những cái kỷ niệm mà đời chúng tôi rất, thầy giáo rất là quý trọng. Và trong một buổi lao động trồng sắn, nay là khu trạm xá y tế, bản thân tôi đào thấy một quả mìn. Sau đó là anh Cơ, anh mang cuốc đến anh đào, lộ quả mìn ra, thầy Hợp và thầy Thung phụ trách lao động không cho đào nữa. Nhà trường báo cáo với Ủy ban Nhân dân xã, sau đó Ủy ban có mời một anh bộ đội ở trường 24 sang gỡ được quả mìn và một quả lựu đạn mỏ vịt. Khi đi bộ đội, tôi mới thấy thầy Hợp, thầy Thung không cho anh Cơ đào quả mìn và giúp cho lớp 5 của chúng tôi tránh được cái tai nạn khủng khiếp có thể xảy ra lúc đó. Chuyện thứ hai tôi muốn kể về ngày làm quản lý cán bộ. Năm ấy trường Trung học Cơ sở Cẩm Lĩnh có một sự việc xảy ra. Một thầy giáo bộ môn toán và một cô nhân viên hành chính có tình cảm với nhau. Thầy dạy toán là VN, tôi xin được nói tắt, và cô nhân viên là TB. Cô nhân viên hơn thầy dạy toán 4 tuổi. Việc hai người trong một cơ quan đơn vị đều chưa vợ, chưa chồng, yêu nhau là bình thường. Xong, có một anh bộ đội ở đơn vị 97 vào làm quen và có ý định là xây dựng. Và một số lần vào, và sau đó có một buổi đã có sự sâu sát giữa thanh niên Đông Phượng và anh bộ đội ở đơn vị 97. Ngày hôm sau, các anh ở đơn vị 97 có vào đề nghị tôi là hiệu trưởng trường Trung học Cẩm Lĩnh đưa thầy VL ra đơn vị 97 để giải quyết việc sâu sát tối hôm qua. Tôi không đồng ý đưa thầy VL ra đơn vị, yêu cầu các anh bộ đội báo cáo Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Lĩnh để xin ý kiến giải quyết. Trong thời gian này, dư luận về mối quan hệ của thầy VL và cô TB trong giáo viên, học sinh và nhân dân Đông Phúc Phượng vô cùng bất lợi cho việc dạy học của nhà trường. Vì cuộc xô đát của các anh ở đơn vị 97 với thanh niên Đông Phượng, như vậy là có 3 người liên quan tới thầy giáo VL và cô TB, anh bộ đội 97 để giải quyết những dữ liệu nhà trường. Tôi gặp riêng thầy VL và cô TB, mối quan hệ của hai người, tôi biết được rằng thầy VL và cô TB thực sự yêu nhau, có quyết tâm xây dựng
gia đình với nhau. Cuộc hôn nhân này là không được gia đình nhà trai đồng ý. Sau khi bàn bạc cho ban giám hiệu, ban chấp hành công đoàn nhà trường cử cán bộ giáo viên vận động gia đình thầy VL, bản thân tôi giúp gia đình tình nguyện đưa thầy VL và cô TB đăng ký kết hôn tại Ủy ban Nhân dân xã. Sau khi đăng ký kết hôn cho thầy VL và cô TB, cả hai gia đình đều tổ chức liên hoan vui vẻ. Những năm sau và cho tới đây, với việc làm của một hiệu trưởng ngày ấy, gia đình thầy VL và cô TB, bố mẹ chồng và đàng dâu sống hòa thuận, vui vẻ. Cô dâu TB sinh được các cháu theo đúng nguyện vọng của ông bà nội trong gia tộc. Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý, các thầy cô giáo và các thế hệ học sinh qua các thời kỳ của trường Trung học Cơ sở Cẩm Lĩnh, bản thân tôi rất may mắn được học tập và giảng dạy ở nhà trường Trung học Cơ sở Cẩm Lĩnh trong thời gian dài. Tôi nhận thấy sự tiến bộ rõ nét của nhà trường từ ngay thành lập và không ngừng phát triển. 1963 đến 2003, hiện nay có được thành tích đáng tự hào hôm nay là có sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành của Đảng bộ xã Cẩm Lĩnh kết hợp với toàn đảng, toàn dân nhận thức rõ tư duy đầu tư cho giáo dục là giáo dục quốc sách hàng đầu của mỗi gia đình và xã hội. Vì chi tiền cho giáo dục là kinh doanh, không thể tính được lợi nhuận phần trăm. Với cá nhân tôi đề nghị Đảng và chính quyền nhân dân xã Cẩm Lĩnh phát huy thành tích của các nhà trường, trường Trung học Cơ sở Cẩm Lĩnh liên tục phát triển, sánh vai cùng các đơn vị trong huyện Ba Vì của thành phố Hà Nội, thủ đô của dân tộc ngàn năm văn hiến. Trước khi ngừng lời, xin được kính chúc các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, các thế hệ học sinh qua các thời kỳ mạnh khỏe, chúc gia đình hạnh phúc, chúc buổi lễ thành công, buổi lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường Trung học Cơ sở Cẩm Lĩnh thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn. Kính thưa quý vị đại biểu, qua 60 năm, từ trường Trung học Cơ sở Cẩm Lĩnh đã có lớp lớp các thế hệ học sinh học tập, rèn luyện và trưởng thành. Nhiều người là sĩ quan cao cấp của quân đội, là cán bộ lãnh đạo đảng, chính quyền các cấp, là nhà báo, bác sĩ, kỹ sư, là giảng viên các trường đại học, cao đẳng, hay thầm lặng làm những công dân tốt, đóng góp sức mình cho sự nghiệp phát triển của quê hương đất nước. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập trường, các thế hệ học sinh đã trở về cội nguồn tri ân các thầy cô. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Phùng Công Xưởng, Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, cựu học sinh khóa 1985-1988 lên phát biểu ý kiến. Trân trọng kính mời. Hôm nay tôi thật sự cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn thầy hiệu trưởng đã cho phép tôi được phát biểu cảm nghĩ của mình với tư cách là một cựu học sinh trường trung học cơ sở Cẩm Lĩnh. Trước đây thì tôi cũng nói với thầy Hải rằng là hôm nay thì cho phép tôi không đọc mà để cho tôi được phát biểu đúng cảm nghĩ của mình. Tuy nhiên thì vì cái thời gian rất là có hạn cho nên tôi cũng đã viết một cái bài phát biểu ngắn và hôm nay tôi xin phép được đọc những cảm nghĩ của mình. Kính thưa đồng chí Nguyễn Đức Anh, huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, các đồng chí đại diện cho các phòng, ban của huyện Ba Vì. Kính thưa các thầy, các cô, nguyên là lãnh đạo, nguyên là cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của xã Cẩm Lĩnh. Kính thưa các anh, các chị, các em là các thế hệ cựu học sinh trường Trung học Phổ thông Trung học Cơ sở Cẩm Lĩnh. Thưa toàn thể các thầy, cô giáo, toàn thể các em học sinh thân mến. Thưa toàn thể các quý vị đại biểu, khách quý. Hôm nay thực sự là một ngày rất đặc biệt đối với tôi. Trong một khung trời cao, xanh ngắt cuối thu, được cảm nhận tiếng xào xạc từ những hàng cây cổ thụ, tiếng tíu tít của tuổi học trò,
được nghe những tiếng của các thầy, của các cô sau 3 năm gặp lại. Tôi cứ ngỡ mình được sống lại tuổi thơ của gần 40 năm về trước. Những trải nghiệm trong trẻo, đáng yêu ùa về, từ mùi thơm nồng của những quả phi lao cháy làm ấm đôi bàn tay mỗi buổi đến trường. Những mẩu sắn bùi ăn vội dọc đường giúp đi qua những tiết học cồn cào đói. Rồi những buổi cả lớp ai cũng gồng mình để nặn ra một bài thơ đăng báo tường vào dịp 26 tháng 3. Và cả những mảnh giấy gấp vội gửi vào ngăn bàn của những bạn nữ và đợi chờ trong lo lắng vu vơ. Vâng, tôi tin rằng các bạn đồng trang lứa và cả các thầy, các cô hồi đó sẽ thấu hiểu cảm xúc của chúng tôi ngày hôm nay. Nhưng đó là câu chuyện của ngày xưa, gần 40 năm về trước. Dưới ngôi trường 60 năm ngày hôm nay, với nhiều lần đổi thay, dấu tích xưa không còn nhiều. Từ ngôi nhà tạm đơn sơ với vài chục học sinh ngày đầu, rồi đến những lớp học lợp ngói cong vênh, ánh nắng rọi trên trang sách học trò. Những cánh cửa không bao giờ được đóng kín, gió lùa run rẩy, nay đã được thay bằng những dãy nhà khang trang. Với thế hệ chúng tôi, đó là câu chuyện cổ tích. Các thầy, các cô của nhà trường giờ đều rất trẻ trung, năng động. Các em học sinh thật khôi ngô, tự tin và chắc chắn không phải mặc áo vá, chân trần tới lớp. Trong bề dày thành tích nhiều mặt của nhà trường, của các thầy, của các cô, tôi đã thấy có những bằng khen, giấy khen từ cấp huyện, cấp thành phố và cả cấp trung ương. Điều này thật vô cùng quý giá, rất đáng trân trọng và tự hào đối với mỗi chúng ta. Kính thưa toàn thể quý thầy cô giáo, 60 năm, một chặng đường dài, bên cạnh những nốt nhạc vút cao là những âm thanh trầm lắng. Trong xuyên suốt một chặng đường đó là một ý chí kiên định, một dòng chảy bền bỉ không ngưng nghỉ của các thế hệ thầy và trò trường trung học cơ sở Cẩm Lĩnh. Những người trao truyền kiến thức, những người bồi đắp nền móng của đạo làm người cho thế hệ học sinh. Chúng tôi thực sự là những người rất tự hào được học tập dưới mái trường trung học cơ sở Cẩm Lĩnh thân yêu, được học con chữ, được học làm người từ các thầy, các cô vô cùng tâm huyết, chân tình, hết mực yêu thương học trò. Trong khoảnh khắc này, từ đáy lòng mình, em xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất về sự dạy dỗ của các thầy, các cô. Cảm ơn các bạn cùng trang lứa, chúng ta đã cùng cháy hết mình trong những tháng năm nhất quỷ nhì ma với bao kỷ niệm thật khó quên. Tôi nghĩ rằng ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai nữa, các lớp học sinh của nhà trường ngày một nhiều hơn, ngày một bay cao, bay xa hơn. Nhưng dù có làm việc gì, dù có ở đâu, chắc chắn một điều, trong mỗi chúng ta, ngôi trường, thầy cô luôn là điểm tựa vững vàng, là một nhà ga tin cậy giúp chúng ta tự tin sải bước trên những hành trình dài mà không phải lúc nào cũng chỉ có hoa thơm và trái ngọt. Hôm nay, tôi cũng gửi lời chia sẻ đến các em học sinh của nhà trường. Các em thật may mắn được học tập trong một ngôi trường giàu truyền thống, một môi trường sư phạm thật tuyệt vời. Chính các em sẽ là những người viết tiếp trang sử của ngôi trường này. Chúc các em luôn thật vui và không ngừng cố gắng. Con đường vạn dặm bắt đầu từ một bước chân. Chúc các em bước nhanh, bước xa hơn so với các thế hệ đi trước. Kính thưa các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và các em học sinh, dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường trung học cơ sở Cẩm Lĩnh cũng là dịp cả nước đang hướng về Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Một lần nữa, em xin kính chúc các thế hệ thầy cô giáo của nhà trường luôn vui khỏe. Chúc các thầy cô giáo có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay mạnh khỏe, luôn nhiệt huyết với sự nghiệp chồng người.
Tôi cũng xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các quý vị đại biểu, khách quý, các cựu học sinh nhà trường và các em học sinh. Chúc trường Trung học Cơ sở Cẩm Lĩnh thân yêu của chúng ta ngày một phát triển và gặt hái thật nhiều thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị đại biểu, để thể hiện lòng biết ơn vô hạn đối với thế hệ các thầy giáo, cô giáo và niềm tự hào đối với thế hệ cô, chú, anh chị là cựu học sinh nhà trường. Tiếp theo chương trình, xin giới thiệu em Nguyễn Thị Bảo Trâm, học sinh lớp 6G, đại diện cho 828 học sinh của trường Trung học Cơ sở Cẩm Lĩnh sẽ lên phát biểu, nói lên tình cảm, lòng biết ơn của mình. Xin mời em. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các bác, các chú, các anh chị học sinh của các thế hệ đi trước. Trong không khí vui tươi, phấn khởi của buổi lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường Trung học Cơ sở Cẩm Lĩnh, em rất vinh dự được thay mặt cho 828 học sinh toàn trường xin bày tỏ những cảm xúc của mình trong buổi lễ trọng đại này. Lời đầu tiên, cho phép em gửi đến quý vị đại biểu, các ban lãnh đạo, các thầy giáo, cô giáo lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường Trung học Cơ sở Cẩm Lĩnh thành công tốt đẹp. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, kính thưa các bác, các cô chú, các anh chị học sinh của các thế hệ đi trước. Có thể nói, hôm nay là ngày đầu tiên trong đời, chúng em được chứng kiến một sự kiện thật đặc biệt. Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường Trung học Cơ sở Cẩm Lĩnh. Trong mỗi chúng em, trào dâng lên niềm vui và sự xúc động khó tả. 60 năm, một chặng đường phấn đấu và 60 năm ấy đã có biết bao nhiêu thế hệ học sinh được sống trong tình cảm thương yêu, sự dìu dắt, dạy bảo của các thầy, các cô và đã trưởng thành từ chính ngôi trường thân thương này. Thế hệ trẻ chúng em may mắn được trực tiếp thụ hưởng thành quả của những người đi trước đã vun đắp, dựng xây và để lại. Được sống và học tập dưới mái trường Trung học Cơ sở của quê hương Cẩm Lĩnh giàu truyền thống anh hùng và hiếu học, chúng em muốn nói, em yêu mái trường của chúng em và tự hào là học sinh của mái trường Trung học Cơ sở của quê hương Cẩm Lĩnh anh hùng. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, từ đáy lòng, chúng em luôn biết ơn các thế hệ thầy cô giáo đã không quản ngại khó khăn, vất vả, thiếu thốn để thực hiện sứ mệnh chồng người cho lớp lớp đàn em. Mái trường và thầy cô luôn chấp cánh những ước mơ và hoài bão cho chúng em bay cao, bay xa trên bầu trời mơ ước để gặt hái thành công trong sự nghiệp và cuộc sống, trở thành những người công dân có ích, cống hiến và làm rạng danh gia đình quê hương yêu dấu. Được học tập dưới mái trường Trung học Cơ sở Cẩm Lĩnh đối với chúng em là một niềm vui, niềm tự hào. Đó còn là điều may mắn khi chúng em chính là thế hệ học sinh của một mái trường đang bước vào tuổi 60. Chúng em ý thức được rằng không phải khóa học sinh nào cũng có vinh dự được ở trong thời mốc lịch sử ấy. Càng tự hào, chúng em càng cảm nhận rõ hơn vai trò và trách nhiệm của thế hệ mình đối với trường trong hiện tại và tương lai. Chúng em hiểu rằng mái trường Trung học Cơ sở Cẩm Lĩnh này đã nuôi tâm dưỡng tính cho biết bao nhiêu thế hệ học sinh trưởng thành, khẳng định bản thân, góp sức xây dựng quê hương, đất nước. Chúng em thực sự rất ngưỡng mộ các cô bác, anh chị cựu học sinh đã trưởng thành từ mái trường này, trở thành những người công dân ưu tú, có nhiều đóng góp cho quê hương Cẩm Lĩnh, cho thủ đô và cho đất nước. Những người con Cẩm Lĩnh đã không ngừng vun đắp, dựng xây truyền thống của mái trường quê hương. Trường Trung học Cơ sở Cẩm Lĩnh đã trở thành điểm tựa và cầu nối để biết bao thế hệ học sinh chúng em vươn cánh bay cao, bay xa tới những chân trời mơ ước. Chúng em mong sao các thế hệ cha anh đi trước sẽ tiếp tục dìu dắt, hỗ trợ chúng em vững bước trưởng thành để tiếp tục truyền động lực lớn lao giúp các thế hệ học sinh tiếp bước. Tự hào về truyền thống vẻ vang của trường, chúng em luôn tự nhắc nhở bản thân mình phải cố gắng phấn đấu học tập và rèn luyện, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội để xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của trường đã được bao nhiêu thế hệ dày công vun đắp. Cuốn sổ vàng truyền thống của trường qua năm tháng đã, đang và sẽ được bao thế hệ tiếp tục viết nên với những trang tươi sáng, kiêu hãnh, tự hào. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, kính thưa các thầy cô giáo, kính thưa các bác, các cô chú, các anh chị học sinh của các thế hệ đi trước.
tự hào và hãnh diện lắm. Đó chính là cảm xúc của chúng em trong buổi lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường ngày hôm nay. Cho phép em được thay mặt tất cả các bạn học sinh đang học dưới mái trường này, xin hứa noi gương các thế hệ đi trước, quyết tâm nỗ lực học tập và rèn luyện để trở thành những người con ngoan, trò giỏi, thành những người công dân tốt, sống có ích, góp phần tô thắm thêm truyền thống của ngôi trường có bề dày lịch sử 60 năm xây dựng và trưởng thành. Làm rạng rỡ hơn truyền thống của quê hương Cẩm Lĩnh anh hùng. Cuối cùng, chúng em xin kính chúc các quý vị đại biểu, khách quý, các ban lãnh đạo, các thầy giáo, cô giáo, các bác, các cô chú, anh chị, cựu học sinh sức khỏe, hạnh phúc, thành công và có một ngày hội ngộ thật ý nghĩa để kết nối, lan tỏa tình thầy trò, tình yêu mái trường trung học cơ sở, tình yêu quê hương Cẩm Lĩnh yêu dấu. Hôm nay, chúng em có quyền tự hào về nhà trường, về các thế hệ đi trước. Ngày mai, nhà trường và các thế hệ nối tiếp sẽ tự hào về chúng em. Em xin chân thành cảm ơn ạ. Thay mặt tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, cảm ơn những tình cảm mà các em đã dành cho các thầy cô giáo, các anh chị trong ngày gặp mặt. Chúc các em luôn chăm ngoan, học giỏi, xứng đáng với truyền thống tốt đẹp nhà trường. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời thầy giáo Vũ Văn Hải, Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường lên phát biểu đáp từ cảm ơn. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, kính thưa các thế hệ học sinh của nhà trường. Trong không khí trang trọng của lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường, hướng tới kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, thật vinh dự cho Đảng ủy, chính quyền, nhân dân địa phương và trường Trung học cơ sở Cẩm Lĩnh được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì. Thay mặt nhà trường, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc sự quan tâm của các đồng chí đã đến dự phát biểu chúc mừng, tặng hoa, quà cho thầy và trò nhà trường. Xin chân thành cảm ơn đồng chí Nguyễn Đức Anh, huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì. Xin chân thành cảm ơn đồng chí Phùng Hữu Thanh, phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đã có những ý kiến phát biểu chỉ đạo. Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường Trung học cơ sở Cẩm Lĩnh xin hứa sẽ quyết tâm phấn đấu, giữ vững và phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường, xây dựng nhà trường là tập thể lao động xuất sắc, xây dựng tập thể sư phạm lành mạnh, đoàn kết, trách nhiệm, giúp đỡ lẫn nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ, đáp ứng lòng mong mỏi của Đảng và niềm tin của nhân dân. Nhân buổi lễ trọng đại này, tôi cũng xin được cảm ơn các ông bà là lãnh đạo các phòng, ban, chuyên môn, hội, đoàn thể của huyện Ba Vì, các ông bà là lãnh đạo các nhà trường trong huyện, trường Trung học cơ sở Mạc Đĩnh Chi, quận Ba Đình. Cảm ơn đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cùng các tập thể cá nhân đã đến chúc mừng, tặng hoa, quà, chung vui cùng với nhà trường. Trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội, các tổ chức, hội ở địa phương, 11 thôn và toàn thể nhân dân trong xã, các cựu học sinh của nhà trường đã dành nhiều tình cảm, sự quan tâm, giúp đỡ nhà trường trong thời gian qua. Đặc biệt, xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với thế hệ các thầy giáo, cô giáo, nhân viên nhà trường qua các thời kỳ đã có những đóng góp to lớn, quan trọng cho nhà trường. Cảm ơn tập thể đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, các bậc cha mẹ học sinh và học sinh nhà trường trong suốt thời gian qua đã đồng tâm, hợp sức, đồng hành để cùng nhau góp phần vào thành công của buổi lễ trang trọng, ý nghĩa ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Ba Vì, Đài Truyền thanh xã Cẩm Lĩnh, Báo Tiền Phong đã về dự, chung vui và đưa tin cho buổi lễ. Cảm ơn các tập thể cá nhân vì điều kiện không thể về dự nhưng đã gửi hoa, quà chúc mừng nhà trường. Trong không khí vui tươi, đầm ấm và nhiều cảm xúc dâng trào, nhà trường đã đón nhận được nhiều lãng hoa chúc mừng. Cùng với tình cảm sâu sắc của các đoàn đại biểu, các tập thể và cá nhân, sự có mặt của các quý vị đại biểu trong buổi lễ ngày hôm nay chính là sự quan tâm sâu sắc, là nguồn động viên to lớn giúp cho nhà trường vượt qua mọi khó khăn, thách thức để ngày càng phát triển bền vững. Nhân dịp này, tôi cũng đề nghị toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh nhà trường Trung học cơ sở Cẩm Lĩnh phát huy kết quả nhà trường đã đạt được trong 60 năm qua, nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, thi đua dạy tốt, học tốt, đổi mới sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức,
quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, kính thưa các thế hệ học sinh nhà trường, trong quá trình tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường, dù địa phương, nhà trường đã rất cố gắng để tổ chức buổi lễ, nhưng chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Ban tổ chức kính mong các quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, viên chức, học sinh nhà trường cảm thông và chia sẻ. Một lần nữa, xin được bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc nhất đến các quý vị đại biểu, kính chúc các quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Chúc các em học sinh chăm ngoan học giỏi, phát huy truyền thống của nhà trường, truyền thống của quê hương Cẩm Lĩnh anh hùng. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo, cán bộ giáo viên, nhân viên qua các thời kỳ và cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường, các anh chị, các bác là cựu học sinh của nhà trường qua các thế hệ, xin trân trọng kính mời dự bữa cơm thân mật chung vui cùng với nhà trường ạ. Xin trân trọng cảm ơn ạ. Kỷ niệm 60 năm thành lập trường Trung học cơ sở Cẩm Lĩnh và kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 đã khép lại. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo sẽ tiếp tục giao lưu tại khu vực bữa tiệc. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn.